30 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong đêm ngày 29 tháng 6, ban chỉ đạo của tỉnh đã họp khẩn với huyện Long Điền, ngay khi địa phương này có 6 ca F1 của bệnh nhân NVT ngủ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 6 trường hợp này trước đó đã được cách ly tập trung tại trung đoàn Minh Đạm thuộc huyện Long Điền. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, các trường hợp này được chuyển đến điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo ngành y tế cùng lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng diện rộng, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan nhằm nhanh chóng cắt đứt nguy cơ lây nhiễm từ ổ dịch này. Đến rạng sáng nay, ngày 30 tháng 6, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận tổng cộng 7 ca dương tính với SARS-CoV-2.